Chào cả nhà ha, thì ở đây mình có cái lô cúc hoa hồng thanh tú gốc bằng ngón tay. Thì đây là cái gốc để ghép, rồi anh em đem về nuôi khỏe để chơi để bàn luôn. Gốc bằng ngón tay ha. Ngón tay không á, chứ không có ngón nào mà nhỏ hơn ngón tay, tại vì cây là phải là bằng ngón tay hết, bự hết để bàn mà. Thì ưu điểm của cây cúc hoa hồng thanh tú này là đọt non ra màu đỏ bọc đô rất là đẹp ha. Của ba chị sẽ thấy cái màu đỏ ha. Và bông nè, bông lâu tàn, có nghĩa là nó ra mấy ngày cái tuần lễ nó mới tàn ha. Nè, có cái bông nó khổng lồ luôn nè. Của ba chị thấy cái bông nó khổng lồ ha. Ôi, hàng hà lớp luôn. Một nè, để tôi đếm ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lớp luôn. 8 lớp bông. Nó dày cua nè. Nè, dày cua lên cỡ 2, 3 phân nè. Trời ơi, nó bông ra nhìn ghê không? Khổng lồ luôn. Thì có anh chị nào thích cái thằng cúc hoa hồng thanh tú này liên hệ lấy về chơi ha. Thì cây đang sung mãn và mình cũng đã mới đôn qua cái chậu bự hơn chút. Có nghĩa là hãm cái C6 nè ha. Bây giờ tôi đôn qua C8. Nè, cái dấu cũ tới đây nè ha. Mình đôn qua một bên đây phân kiên phân là thành hai phân á. Dấu cũ nè cô anh chị. Thì mới mới đôn tại đây luôn nè. Trộn sơ dừa vỏ trấu thôi chứ không có gì hết. Thì bây giờ là cô bác anh chị đem về là nuôi thôi. Đem cây ra nắng về xong á, tưới canh dưỡng 7.000 lần rồi xong. Chừng nào tới Tết thì lặt lặt bông chơi Tết. Còn bình thường cứ canh dưỡng tưới đều đặn 7.000 lần là ok. Còn nào mà muốn ghép á, thì ngưng phân trước 1 tháng là ghép ha, dính hết. Thôi xin chào. Ngoài hà giống luôn nè cả nhà. Tôi đây tôi làm hà giống luôn.